Nhà chung Love House là một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu của 8 thành viên gồm 4 nam và 4 nữ còn độc thân cùng chung sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi do ban tổ chức chuẩn bị trong thời gian 10 ngày đến 14 ngày. 8 thành viên này đã được chương trình tuyển chọn từ nhiều ngành nghề, độ tuổi, cá tính khác nhau và trong số 8 thành viên có một cặp đôi đang yêu nhau thật sự. Nếu cặp đôi này có thể giấu được mối quan hệ của mình trong thời gian sống ở nhà chung không để các thành viên khác phát hiện thì cặp đôi đó sẽ nhận được phần thưởng là một chuyến du lịch nước ngoài dành cho hai người. Lena, 21 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu ảnh và kinh doanh tự do, đã trải qua hai mối tình. Tường Vy, 22 tuổi, là MC và biên tập viên thể thao của kênh truyền hình FPT, có một mối tình sâu sắc năm lớp 11 và nhiều mối tình không chính thức. Cao Bá Thông, 29 tuổi, là một đạo diễn chuyên quay phim và sáng tác nhạc, đã trải qua 3 mối tình. Hoài Thương, 26 tuổi, công việc hiện nay là đạo diễn, có 2 mối tình chính thức và một mối tình đơn phương. Tường Linh, 25 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh tự do, có 2 mối tình chính thức. Hoàng Thạch, 27 tuổi, công việc chính là chuyên viên thiết kế đồ họa, đã trải qua 4 mối tình. Xuân Nghị, 26 tuổi, khán giả đã quá quen thuộc với cái tên Xuân Nghị qua nhiều vai diễn hài kịch, phim truyền hình khác nhau. Tuấn Khôi, 30 tuổi, một họa sĩ vẽ tranh trên kính, đã có 3 mối tình chính thức. Muốn nắm đặt hướng thì phải thông thả vô, hiểu không? Hơi bị hụt hẫng. Cảm thấy là ban tổ chức đưa ra cái trò này cũng hơi ác ý. Nên em mong là mọi người đừng bao giờ đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Mặc dù đã chuyển sự chú ý qua Xuân Nghị, nhưng Thương vẫn bị tổn thương bởi lá thư của Khôi gửi cho Linh. Linh vẫn hướng về Thạch, trong khi Thạch đã xác định mục tiêu là Na. Thông vẫn dành tình cảm cho Vi, bất chấp mối nghi ngờ về cặp đôi bí ẩn. Nghị và Vi suýt chút nữa thì bị lộ bí mật, may mà Xuân Nghị đã kịp thời xử lý. Nhưng họ sẽ còn giữ được bí mật trong bao lâu? Trò chơi viết thư đã làm bầu không khí nhà chung trầm hẳn xuống, làm dấy lên những nghi ngờ và đã làm cho một cô gái phải rơi nước mắt. Ngay sau đó, Xuân Nghị đã tìm cách an ủi Thương. Em nhìn vậy mà mít ướt quá không? Không, em biết tại sao không? Em ít khi khóc lắm. Thường mà em sẽ khóc khi nào mà em nói những cái lời nói mà từ trong thâm tâm mình luôn. Tại vì tính của em á, chứ giờ mọi người thấy em rất là vui vẻ hay vậy thôi chứ. Bản thân em khi mà đã xác định là làm nghề này á, em nghĩ là bản thân mình lúc nào cũng phải mạnh mẽ, lúc nào vui được thì vui, còn lúc nào mà phải còn anh thì sao? Anh thì anh luôn muốn mình có nhiều cảm xúc. Anh không muốn cái cuộc sống của anh nó bình lặng. Không. Cho nên là từ lúc mà anh vô Sài Gòn á thì nó nhiều sóng gió lắm. Không phải là do mình cố tình tạo ra mà là do hoàn cảnh nó thúc đẩy. Và anh cũng thích như vậy. Cho người mình nó có nhiều cảm xúc và nó bổ trợ cho cái nghề mình tốt hơn. Bởi vậy cho nên là cuộc sống của anh trải qua, nói chung là có nhiều điều mà người ta không thể tưởng được. Tại sao anh có thể vượt qua được? Nhưng mà chung mình cứ đối mặt với nó thì mình sẽ vượt qua. Sao? Em thấy nhờ vậy mà anh mới, nói chung là bây giờ anh rất là nhiều bạn trẻ biết đến anh. Và ngày đầu lúc mà em thấy anh á, so với anh, nói anh sẽ chết hỏi em là có để ý anh nghĩ không? Em không, không, anh ghê lắm. Trời ơi. Em nói vậy luôn. Em cảm thấy là thật ra quý ai đó hay không á, là ở cái tính cách của họ. Một người đàn ông tốt với em á, là dù trước hay sau họ vẫn như vậy. Và họ không chỉ đối tốt riêng với người họ thích. Đúng rồi. Em cảm nhận được điều đó ở anh. Nói chung là anh rất là để ý mọi người. Nói chung là anh quan tâm mọi người xung quanh như thế nào. Anh bị cái tính là sợ người khác phiền vì mình lắm. Mặc dù là trong cái tập thể nhưng mà anh vẫn sợ điều đó. Cho nên là anh cũng có chú ý. Là tại vì trong nhà có mỗi mình em là lúc nào cũng vô bếp. Mẫu con gái mà mẫu người phụ nữ chứ, người phụ nữ của gia đình. Dạ.
nếu như mà một người đàn ông mà người ta chọn giữa một người bạn gái để làm bạn gái và một người mà để làm vợ thì người ta sẽ chọn em để làm vợ, hiểu không? Thì bởi vì một người phụ nữ mà biết chăm lo cho người khác này, thì sau này thì anh nghĩ là họ sẽ chăm sóc tốt cho gia đình và những đứa con của người đàn ông đó, đúng không? Quan trọng là tương lai. Tại vì trong nhà thì anh thấy là có mỗi em là chịu tiếp xúc với anh nhiều nhất thôi. Và anh cũng chạm mặt em ở bếp nhiều. Tại vì thật sự ra là đến thời điểm hiện tại thì em vẫn chưa hẳn là thích nghiêng về ai hết. À, cũng không phải chưa hẳn thích nghiêng về ai mà em quý anh nhất. Ừ, tại sao? Là anh đẹp trai hả? Dạ không, em quý, quý là tại vì em thấy là anh, người ta thấy trên sân khấu của anh là anh vui vẻ và anh nói rất là nhiều, nhưng mà ở ngoài thì anh rất là từ tốn và anh nói chung là luôn làm cho cái không khí của mình nó nhộn nhịp lên, mặc dù anh đó là em rất là thích cái không khí mà anh mang lại. Hoặc là bạn nữ nào mà cần giúp thì anh cũng sẵn sàng. Em thích cái điều đó nên em muốn là đối xử thật tốt với anh. Thôi là chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Thì trước hết thì mình cứ coi như nhau như là những người bạn tốt đi. Em thì chỉ đơn giản thôi, người bạn, người mà em thích là cái người mà không biết sao nhưng mà nó chuyện nhanh đó hả? Dạ. Thì em cứ nói thẳng với em sao nói. Dạ không phải. Cứ... Đúng là đạo diễn nó lật lọng, lật tình huống liên tục. Mình cảm thấy rất là càng ngày càng có nhiều cảm tình hơn với anh Nghị. Mặc dù là anh Nghị rất là ít có mặt tại trong nhà chung, lần nào anh xuất hiện thì mình cũng cảm thấy là anh là người rất là sâu sắc và anh là người biết giúp đỡ những người bạn xung quanh. Nên mình cảm thấy là anh Nghị là một người rất là tốt. Và cái cảm tình của mình với anh Nghị là nó hơn cái buổi đầu rất là nhiều. Thương thì là một người con gái rất là dễ mến. Và đúng như là cái gu và cái tiêu chí mà em đã nói với ban tổ chức từ đầu. Thương dễ mến ở cái chỗ là Thương rất là biết chăm lo, bếp núc rồi này nọ, biết lo lắng cho người khác, biết có sự quan tâm. Nhưng mà để mà mình động lòng á thì phải còn nhiều yếu tố khác nữa. Trong khi đó, Tường Vi đang tìm cách đập tan mối nghi ngờ từ Na và Linh. Em đập lá thư lên của Nghị á, em muốn khóc luôn á. Em nói thật luôn với mọi người luôn. Ngày xưa có tìm hiểu Nghị, chỉ biết là ông Nghị là người tốt, tình nghĩa, tình cảm. Nhưng mà chị với ông không hợp. Tại vì sao? Chị là người từ chối. Tại vì chị không thích mẫu con trai đi làm nghệ thuật. Chị không thích mà làm diễn viên nữa, chị không thích diễn trước mặt chị. Với lại á, chị ra ngoài xã hội, chị tiếp xúc nhiều, chị yêu cầu người đàn ông của chị á, phải có kiến thức về xã hội nhiều hơn. Nghị chỉ biết sân khấu và ánh đèn thôi, Nghị không hợp với chị. Em lúc em chia tay với Nghị á, Nghị có nhắn tin lại tới 2-3 lần năn nỉ em này nọ mọi thứ nhưng mà em không đồng ý. Và cuộc nói chuyện của họ lại làm dấy lên một nỗi nghi ngờ khác. Em sẵn em nói luôn, em thấy họ, em thấy Khôi không có đàng hoàng, không nghiêm túc. Em nói họ, chị Thương kể với em họ là họ lúc mà đi á, Khôi kể này nọ xong rồi nói anh nắm tay Thương được không, xong bây giờ lật lọng nói vậy với Linh. Em tự nhiên nghe kể xong em ghét ông Khôi nha, con người kỳ cục. Nhưng mà chị Thương cũng bị tổn thương lắm á. Chị Thương rất bị tổn thương. Chị không như thế nào, chị không quan tâm là viết cho ai, tại vì viết cho ai cũng được hết á, không quan tâm của đó. Nhưng mà bà Thương là bà khóc, rồi bà nức nở, bà không chịu luôn, tội nghiệp bà lắm luôn á. Nhưng mà em thấy như vậy quá đáng, nó Thương lắm luôn á. Rồi mới tội nghiệp Thương thiệt mà, nên bà khóc như thế kỳ kỳ. Mà Thương không được cái bức thư nào nữa chứ. Em nói thiệt, em nói thẳng ra luôn, em không thích ông Khôi. Đéo. Tại vì cái hồi mà vở kịch cung tâm kế 3D của sân khấu khấu kịch Thầm Vân á, là em với lại Khôi, với lại Thương mà đó, Khôi vô tình Khôi nói ra là Khôi đi cả bữa đầu tiên công chiếu á, mà cái bữa đầu tiên công chiếu là chỉ dành cho người đồng tính và nhà báo thôi, mà Khôi không phải là nhà báo, chỉ có trường hợp là Khôi đồng tính Khôi mới đi. Khôi vô tình Khôi nói ra.
Còn nhớ, sau khi lá thư của mình bị lộ, Thạch đã nói: thôi bây giờ nói vậy nè, Thạch nói vậy nè, lỡ rồi thì tới luôn đi. Và thế là... Ủa nhưng mà hỏi nè, cái lúc mà anh đọc thư của anh đây em thấy sao? Em đọc là em biết anh viết rồi. Ừ, nhưng mà... Em không muốn đọc lên, em chỉ muốn một mình em đọc thôi. Tại vì thư anh viết cho riêng mình em mà, hiểu không? Nhưng mà tại vì mọi người đó ai cũng bắt em đọc hết nên em phải đọc. Em vừa nhìn vô là em biết anh viết cho em rồi. Mà lúc đọc có mắc cỡ không? Sao không? Mắc cỡ quá trời luôn. Rồi sao nữa? Tự nhiên rồi sao nữa là sao? Ừ thì... Ý của em cho hả? Cho comment đi. Ý của em hả? Thì... em sẽ đáp trả lại tình cảm của anh nhưng mà phải theo thời gian. Từ từ. Chứ không phải em không thích... giống như là từ hôm tới giờ vậy. Chứ em không có thích mà khi mà nói ra rồi cái... Mình lại nhanh. Em không thích. Em cứ thích từ từ vậy á. Không có bột chộp. Ừ. Tại vì á, em làm cái gì cũng chắc hết á. Phải chậm mà chắc. Ừ. Lúc mà em kêu anh chở em đi á, là thích chưa? Mọi người đi đâu hết rồi? Chắc là Linh đi... Ê, hai đứa mình đi bộ. Đêm đã khuya, nhưng nhà chung vẫn sáng đèn và những tâm hồn vẫn còn thổn thức. Hồi nãy em nhận câu chuyện đó xong em nghĩ sao? Nói chung là anh... Hơi bất ngờ. Anh thì nói chung là anh viết cái đó ra, ai cũng nghĩ là mỗi người nhận cái lá thư đó về phòng đọc với ai mà... Anh còn dặn em là đọc đừng có nói em tên không, thương lên. Tại vì em không có để ý kỹ câu. Anh đã nói em rồi. Em đọc em không suy nghĩ gì luôn ấy. Thế thì lúc mà bởi vì anh sợ sẽ đọc đúng cái tên thương ra, nhưng mà bây giờ cái câu chuyện nó nói ra kiểu đó thì ai cũng biết hết rồi, không nói tên cũng biết. Đó là em nghĩ là anh thích chị Hương mà. Nên là em biết cái đấy mà. Anh cũng không biết bây giờ gặp Thương phải như thế nào nữa. Thôi lỡ nó rồi sao giờ. Thì tiếng sau đi. Cái mục đích em tới với cái chương trình này là sao? Thì em kiếm người yêu nhưng mà bây giờ chẳng tạm thời không yêu ai thì giờ đúng sao? Rồi. Em đang xác định tất cả mọi người đều rất là dễ thương. Em thật ra cái chương trình này á, nó thời gian như vậy mà để mà tìm được một người yêu mà gọi là yêu thật sự mà đâu có ai thế nào yêu cái kiểu như vậy được đúng không? Thì em ghi nhận tình cảm của anh xong rồi thôi chứ sao giờ? Em cộng người như nhau mà. Em có thích ai nhất em phải quản quại người đâu. Ừ thì nó như nhau thôi. Anh Thông cũng thấy dễ thương. Anh cũng thấy dễ thương, anh Thạch cũng dễ thương. Nhưng mà thật sự là cái câu chuyện mà anh viết đó là thật chứ không phải là anh diễn hay là nói okay. Không mới có, hiểu không? Ok rồi. Cho nên... Tức là anh nghĩ là tại vì không đọc chị Thương lên nên anh mới gửi vậy đúng không? Ủa, theo em thì mai anh phải làm sao với Thương? Anh nhìn vừa thôi chứ sao đâu. Chứ bây giờ sao? Tránh luôn hả? Tao tránh đâu. Với em nha. Cái tình cảm mà lúc ví dụ như em mới thích một người nào á, em dễ thích lắm. Nhưng mà giống như là em cũng dễ bị nản đấy không? Ví dụ như mà em đang thích một người nào đó mà người ta làm những cái điều mà em thích á, thì em sẽ càng thích. Còn người ta chỉ làm một cái điều nhỏ gì đó thôi, em sẽ suy nghĩ. Tính em hay suy nghĩ nhiều á. Cái em hay bị nản á. Đa đoan. Đúng rồi, tính em hay bị nản. Lúc chưa yêu á thì muốn yêu, xong rồi tới lúc yêu rồi thì nghĩ là có nên yêu hay không. Con người á, người ta khi mà tới nhau được á thì cũng phải cần có một số cái cần và đủ á. Không phải là yêu là quen nhau được đâu, nói chung nhiều cái nữa. Hồi nãy lá thư anh viết cho em á, ý là cái nội dung thư thì em cũng hơi bất ngờ là anh tại sao anh lại viết là người gì? Người bí ẩn. Người bí ẩn. Nhưng tại sao anh nghĩ anh lại sợ như vậy hay là anh nghĩ như vậy? Có rất là nhiều bạn nữ mà tại sao anh lại... Thì đó như anh đã nói là anh tổng hợp rất là nhiều thứ. Anh nhìn anh thấy. Thấy em là như vậy. Rồi người con trai thì anh không biết là ai. Chỉ một trong hai người 50/50. Thì trong đầu anh là thật sự là cũng không biết. Thực sự cặp đôi bí mật này là một cặp đôi không hề mong chờ.
không muốn đó là không muốn cái dự đoán của Thông là nó chính xác. Mình rất mong lần này là mình sai và mình cứ bất chấp thôi. Là nếu mà anh nghĩ em là người như vậy á thì anh chuyển qua người khác đi. Em cũng không biết nữa, bởi vì anh mới nói là anh cần thời gian. Em không phải là người bí ẩn. Ừ. Em không phải. Em không hiểu sao mà anh lại nghĩ em như vậy. Anh sợ. Như bạn nói rồi đó. Tại vì á, anh đã nói rõ với tôi rồi. Tại vì anh thích em. Ừ. Anh không muốn em là người bí ẩn. Em là người rất là khó trong chuyện tình cảm. Nói thật là em có ấn tượng tốt với anh, tốt nhất trong nhà chung này. Anh rất là hợp em về mọi thứ, nhưng mà anh nhìn em á, anh nghĩ là em có thích anh không? Anh không biết nữa. Không biết đúng không? Nhưng mà chỉ có hôm qua em nói ấn tượng nhất thôi, thì nói chung là một cái niềm ăn ngủ của anh thôi. Tại bản thân anh không dám tự tin đến nỗi vấn đề đó. Bản thân anh không dám tự tin. Em nghĩ tình cảm không phải chuyện đùa giỡn. Anh đã từng. Và anh biết cảm giác đó. Tình cảm không phải là thứ đùa giỡn. Em bị áp lực rất nhiều thứ. Em sợ nhiều thứ. Bây giờ xét mặt bằng trong nhà chung, anh là hợp với em nhất. Nhưng mà anh biết em sợ điều gì không? Em sợ là khi mà tìm hiểu sâu vào con người anh á, thì em không thể còn như cảm giác ban đầu nữa. Em sợ làm anh tổn thương. Cái người thất tình nó là người khổ lắm. Bởi vì em cũng đã trải qua cảm giác đó rồi. Thật. Em rất là quý trọng những gì mà mình đang có. Em rất là quý anh. Mình còn nhiều ngày trong nhà chung mà. Anh hiểu gì về em chưa? Chưa đúng không? Nếu mà nói hiểu, hiểu á, chắc chắn anh chưa hiểu hết. Chắc chắn chưa? Chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết. Anh chỉ mới gặp em bữa đầu tiên với BBQ. Rồi hôm nay thôi. Anh nghĩ là anh hiểu gì về em? Chưa đúng không? Chưa. Anh đừng có nghĩ là anh nhìn con người qua mạng xã hội hay là qua hình ảnh họ xây dựng hay là qua cái lời ăn tiếng nói, qua cách sinh hoạt của họ hàng ngày. Đó là anh sai. Anh biết em là người tính cách như thế nào chưa? Chưa hẳn đâu. Anh chưa hiểu hết về em đâu. Và em sợ là một khi anh hiểu hết á, cũng chưa chắc là anh sẽ thích em. Nhưng mà lỡ khi hiểu thích hơn thì sao? Thì đó là một cơ hội cho cả hai. Giờ anh nói như vậy nè. Thật sự á, em có bao giờ nghĩ cái câu mà chưa một người phụ nữ á, đó là vợ mình rồi á, cũng chưa chắc là hiểu hết. Căn bản là hiện tại anh đang cần gì? Anh cần một người biết suy nghĩ. Biết suy nghĩ. Anh nhập được em. Em còn nghi ngờ về tình cảm của anh. Ừ. Khi mà anh viết thư em như vậy, em suy nghĩ rất là nhiều. Anh chưa thực sự thích em nên mới như vậy. Chưa đủ thích. Anh biết gì về em? Anh biết em được bao nhiêu ngày? Anh có chắc chắn với tình cảm của mình không? Đừng có nói cái mặt ác nữa, anh sợ em lắm luôn á. Bữa giờ em là người rất là ít khóc, nhưng mà bữa giờ vô đây là khóc mấy trạo rồi đó. Với cái tính Vi mà khóc thì là một chuyện cũng khá là lớn. Từ lúc đó thì mình cảm thấy mình phải có một cái trách nhiệm làm cái gì đó cho ngôi nhà chung này. Thông hơi diễn. Thông diễn lố. Thông diễn. Thông cứ lúc nào cũng là một người anh cả mẫu mực. Một ngày mới lại đến và như mọi khi, bá Thông vẫn chăm sóc Tường Vi rất chu đáo. Rồi được.
Sự chu đáo ấy liệu có khiến cho Nghị lo lắng? Ta đi làm mà, ngồi nhà. Ta đàn ông mà. Còn nếu như mà những người đó tới và Vi cảm thấy là những người đó tốt thì vô tư, mình sẽ rộng đường để cho mà Vi tới với người đó. Bởi vì đối với Vi, bởi vì nếu như có thể thì đối với Vi đó là niềm vui và sự hạnh phúc của cô ấy. Trưa hôm ấy có một người tìm đến tận chỗ làm của Hoài Thương. Chắc là ông ngạc nhiên nói chuyện với anh, đi ra quán ngồi nói chuyện xíu. Không biết hả? Không biết thì nói chuyện với tao hả? Thôi đi ra, đi ra đi. Đi qua bên Trung Nguyên bên này. Ừ, cũng được. Đừng bất ngờ. Xe rồi. Ở đâu? Trung Nguyên nào? Ngay cái đèn xanh đèn đỏ là tới. Em có gì muốn nói với anh không? Rồi về cái câu chuyện tối hôm qua nha. Thì anh với em cũng chưa có ngồi lại để nói chuyện với nhau. Thật ra cũng không có gì hết, tại vì em thấy là mình vô nhà chung này mình đều có cơ hội tìm hiểu mọi người như nhau hết. Đâu có phải là ai gặp ai là cũng thế hợp liền đâu. Chỉ là có cái hành động đó của anh thì làm em buồn, thì em cũng đã nói thẳng ra rồi. Em là cái đứa mà nói thẳng ra là hết à. Thì hôm qua thì anh cũng không có nghĩ mọi chuyện nó lại như vậy. Tất cả mọi người cũng đều không nghĩ chuyện đó. Thì anh cũng xin lỗi em rồi. Và hôm nay là để mà anh gặp em để mà anh giải thích hơn thôi. Vì mỗi người thì nói chung là mỗi người thì có mỗi một tính cách và mỗi một cái cá tính khác nhau. Thì nói chung một khi đã chơi, tham gia trò chơi này thì ai cũng như em nói đó, thì ai cũng có quyền được bày tỏ cái nguyện vọng của mình. À, thật ra đây cũng không phải là một cái trò chơi, tại vì cái này mà mình sẽ sống chung với nhau nó là một cái chương trình. Đúng rồi, một chương trình. Mà cái tình cảm thì đâu có thể như trò chơi. Đúng rồi, đúng. Thì anh đang nói giải thích cho em nghe nè. Thì nói chung là cái chương trình này thì nó chỉ kéo dài 10 ngày cho đến 2 tuần. Thì nó mà để mà tìm hiểu một người á, để mà yêu thương mà gắn kết với nhau á, thì không thể nào trong cái thời gian vỏn vẹn như vậy. Thì như anh nói đó, mỗi người có một tính cách rồi, ai cũng có quyền bày tỏ được cái tình cảm và cái suy nghĩ của mình. Thật ra thì em không có muốn nghe, nó hơi vòng vòng khúc sau thì em cũng hiểu một phần thì là không hợp tính cách. Nhưng mà lúc mà anh có nói là anh lúc mà anh đi siêu thị với Thương thì anh cảm thấy anh không có hợp tính với Thương. Vậy tại sao lúc mà từ quãng đường từ siêu thị về nhà trên không, đường đi về để phải, anh bắt nắm tay em từ lúc không, đó không phải là trong siêu thị, không, nghe nhầm rồi. Ý là anh nói là suốt một ngày đi với em như vậy thì không phải là chỉ trong siêu thị, mà nói chung là ban đầu thì đúng là thật ra là anh có tình cảm với em thiệt. Anh cũng có một cái gì đó giữa anh với em có một cái gì đó hiểu nhau, và có vẻ như em ban đầu em có vẻ em nghĩ thật ra nó không có chuyện gì để anh em mình nói thêm hết. Thật ra là không hợp, và nói chung là anh muốn tìm hiểu Linh, em rất là thoải mái cái việc đó. Nói chung là anh cứ thoải mái vui vẻ đi. Mình ít khi mình có cơ hội mình sống chung với nhau lắm. Nói chung là anh cũng không cần phải cảm giác như là có lỗi nhiều quá. Ngày hôm đấy thì anh cũng đã xin lỗi em rồi. Thì ngay cái buổi tối lúc mà anh xin lỗi em thì em đồng ý là em... Thì hy vọng anh hy vọng anh với em cũng không phải suy nghĩ nặng về vấn đề này. Và vẫn hai anh em mình vẫn vui vẻ, vẫn không có đặt nặng cái vấn đề chuyện tối qua. Nhưng mà nếu mà tương lai mà anh gặp một cô gái nào nữa thì em nghĩ là nếu mà anh làm vậy thì người ta sẽ tổn thương đó. Anh hiểu. Em xin ra ngoài một xíu thôi, chắc giờ em phải vào. Có gì tối rồi anh em mình nói chuyện sau. Okay. Tuấn Khôi đã chính thức theo đuổi Linh. Thạch và Na ngày càng khăng khít hơn. Thương thì đã chuyển sự chú ý qua Xuân Nghị, trong khi Thông vẫn luôn dành sự chăm sóc cho Vi. Cặp đôi Vi Nghị tạm thời vẫn giữ được bí mật, nhưng họ còn giữ được bao lâu thì mối nghi ngờ đã dấy lên trong các thành viên. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo.